Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đấy chính là 5 cái điều mà các bạn cần có để các bạn có thể gìn giữ một mối quan hệ lâu dài và người ấy nhận ra các bạn là một người định mệnh trong cuộc đời họ, mà sẽ khó để tìm được một người thứ hai giống như các bạn. 5 điều này là những cái điều cực kỳ là quan trọng các bạn ạ. Đừng chỉ xem video này một mình các bạn nhé. Hãy chia sẻ nó với những người mà các bạn yêu thương, và đặc biệt là người ấy của các bạn, để họ cũng có cùng cái hướng đi, có cùng cái lối đi giống như các bạn, cũng có cho mình đầy đủ những cái điều cần thiết để giữ gìn cái mối quan hệ đấy lâu dài. Như mình đã nói với các bạn thì rất nhiều người bất hạnh trong tình yêu không phải là vì họ là người xấu. Rất nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì họ là những người xấu đâu, mà đơn giản là vì chưa ai chỉ cho họ cái cách để có một mối quan hệ bền vững lâu dài và có hạnh phúc. Để đôi bên cùng nhìn thấy rằng đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình, đối phương chính là người tốt nhất của mình. Và đây sẽ là những cái điều các bạn cũng như đối phương của mình sẽ phải có để mãi mãi bên nhau các bạn nhé. Cái điều đầu tiên đấy chính là hãy yêu, thương và giúp đỡ người bạn đời của mình, chứ không phải là chỉ đến và đòi hỏi cái người bạn đời của mình, người yêu của mình phải thế này, phải thế kia. Các bạn, mình luôn muốn các bạn biết đến tình yêu với cái tư thế là giúp đỡ. Các bạn đến để giúp đỡ người đó. Vì mình tốt nên mình sẽ dành những cái điều tốt đẹp nhất cho họ. Vì mình tốt nên người ta chưa đúng cái này, chưa tốt cái này, chưa hoàn thiện cái này thì mình sẽ hỗ trợ họ. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta phải áp đặt cái hạnh phúc của họ, cái sự thành công của họ hay cái tư duy của họ vào cuộc đời của mình. Mình tốt, mình góp ý, mình chia sẻ, người ta nghe thì rất là tốt. Mà người ta không nghe, hoặc là người ta nghe ít thì người ta thiệt. Thì cuộc sống của người ta không được tốt như vậy thì họ phải chịu trách nhiệm cho cái điều đấy. Chứ tuyệt đối các bạn đừng bao giờ vì nhìn thấy những cái điểm không tốt của đối phương mà mình có mới nơi cũ. Hoặc là mình hơn người, mình kiếm được nhiều tiền hơn người, hoặc mình xinh đẹp, hoặc mình đẹp trai hơn người ta, thì bắt đầu mình coi thường đối phương. Các bạn nhé, khi các bạn ở trong một mối quan hệ lâu dài, đặc biệt là có thể là tiến tới hôn nhân rồi, thì các bạn tuyệt đối phải bài trừ cái suy nghĩ là mình kiếm được nhiều tiền hơn thì mình khinh thường đối phương của mình, hay là mình đẹp trai hơn, hoặc là mình xinh gái hơn thì mình có nhiều đối tượng ở bên ngoài nên mình kiêu căng lách dịch. Đừng các bạn ạ. Một khi đấy là người các bạn chọn để gắn bó lâu dài, hãy yêu họ bằng một tình yêu giống như một thiên sứ ấy. Đó là mình đến để giúp đỡ họ. Họ chưa hoàn thiện thì mình sẽ cố gắng để giúp họ hoàn thiện hơn. Thì bằng cái cách này các bạn luôn luôn có một cái tâm bình an. Bằng cái cách này các bạn luôn luôn sống đạo đức. Và bằng cái cách này bạn mới là một người đặc biệt, một người duy nhất mà không người khác nào có được giống như các bạn cả. Đó. Bởi vì một cái bản năng rất là bình thường của một con người là gì? Thấy mình hơn một cái là mình khinh thường người đối phương của mình. Kiếm được nhiều tiền hơn, thấy người yêu của mình chỉ ở nhà nội trợ thôi là mình ngứa mắt. Đó, rất là nhiều người như thế. Còn nếu bạn có một tư thế khác, tư thế của một thiên sứ giúp đỡ trong tình yêu, thì các bạn sẽ là một người đặc biệt vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì trên đời này không có ai là hoàn hảo hết. Không ai hoàn hảo cả, bạn cũng vậy thôi. Và sẽ có những lúc bạn thấy rằng có những cái điểm mà người yêu của mình nó rất là kém, người chồng, người vợ của mình rất là kém. Lúc đó hãy lấy ra tư tưởng của một thiên sứ đến thực hiện sứ mệnh của mình trong cuộc đời này. Bạn sẽ thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và từ đấy người kia sẽ nhận ra rằng bạn quá tuyệt. Điều số 2, để các bạn có một mối quan hệ cực kỳ là bền vững và người đấy yêu các bạn trọn đời, đấy là các bạn phải biết tránh xa những cám dỗ và sống đạo đức. Một nguyên tắc mà Toàn vẫn luôn chia sẻ với các bạn đấy là thà để người phụ mình chứ mình không phụ người. Một khi các bạn đã biết đến tình yêu và một mối quan hệ nghiêm túc thì thà để người ta phụ các bạn. Thì dù các bạn bỏ người ta đến với người khác không sao, nhưng người ta không phụ các bạn mà bạn phụ người ta, thì thứ nhất là mình vi phạm nguyên tắc đạo đức, đúng không? Là mình phụ người ta, mình làm người ta tổn thương thì sau này sẽ có người làm tổn thương mình. Các bạn chỉ có cách sống đạo đức thì mình mới bình yên mãi mãi thôi. Các bạn nhá, đứng vững trước những cám dỗ. Để mình biết rằng khi mình đang ở trong một mối quan hệ với người yêu của mình hoặc chồng với vợ mình, đừng vì buồn quá, đừng vì tổn thương quá mà đi ra ngoài tìm kiếm những niềm vui khác. Đấy là cái bản lĩnh của bạn để gìn giữ bản thân trước những cám dỗ đấy. Bởi vì khi một người làm bạn đau khổ, buồn, chán,
bạn đi ra ngoài thì sẽ có người khác, người ta an ủi các bạn, người ta đứng về phía các bạn và dù các bạn xa lạ, nó giống như thuốc viện, đừng bao giờ dây vào đó các bạn ạ nhá. Đứng vững trước cám dỗ. Điều số 3, nó là một tố chất cực kỳ quan trọng nếu như các bạn muốn lâu dài và bền vững, đấy chính là hãy cho người ấy có cơ hội được sửa sai. Không ai là người hoàn hảo cả. Cái điều quan trọng là khi người ta sai, các bạn biết rằng người ta sai, ok, mình đồng ý tha thứ cho họ và mình chỉ cho họ cái con đường đúng đắn. Nếu họ làm tổn thương các bạn, nếu họ có những hành động không đúng, hãy nói rằng bạn tha thứ cho họ và bây giờ bạn chỉ cho họ con đường phải làm như thế nào. Hãy chỉ cho họ. Còn nếu như mà họ không thể nào sửa chữa được, họ mắc phải cái lỗi quá lớn mà cứ lặp đi lặp lại, nó dẫn đến mình tổn thương, mình khó chịu trong mối quan hệ này rất nhiều. Và không thể, nếu như người ta không thể sửa được sau khi các bạn hướng dẫn cho người ta, thì bạn hoàn toàn có thể kết thúc mối quan hệ đó. Nhưng nếu như mà người ta sai, sau đó các bạn không chỉ cho người ta cách sửa mà bạn cứ chỉ chiết người ta, mình cũng không rời xa người ta nhưng mình cứ ở bên cạnh mình chỉ chiết, sau đó là mình sẽ gây mâu thuẫn, sau đó mình hậm hực, mình khó chịu, thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Cho họ có cơ hội sửa sai các bạn nhé. Hãy nói rằng người sai bạn sẽ tha thứ cho họ và bạn sẽ chỉ cho họ con đường đúng đắn. Chỉ cho họ rồi, họ làm hay không quyết định ở họ nhá. Còn bạn, bạn quan sát xem những cái điều họ làm có thể nào gắn bó với mình được không, hay là người ta phải rời xa cuộc đời mình, thì các bạn sẽ luôn luôn trọn vẹn trong mối quan hệ đấy và bạn luôn luôn là người tốt trong mối quan hệ đó. Cái điều số 4 khiến cho bạn có một cái tình yêu rất là bền vững, đấy là các bạn biết nuôi dưỡng tình yêu, nuôi dưỡng tình cảm. Bởi vì không có cái gì nó tự nhiên cả. Có thể ban đầu các bạn mới yêu nhau ấy, thì mọi thứ nó đến rất là tự nhiên, tình cảm rất là thắm thiết, rất tự nhiên, bởi vì lúc đấy rất mới mẻ và thú vị. Thế nhưng khi các bạn yêu nhau lâu rồi và thậm chí là vợ là chồng của nhau rồi, thì nhất định phải có cái suy nghĩ là mình xây dựng tình cảm, mình xây dựng tình yêu, mình bồi dưỡng, mình nuôi dưỡng, mình cho họ sướng, mình cho họ hạnh phúc, mình cho họ niềm vui để họ phụ thuộc vào đó và họ không rời mình ra được các bạn ạ. Để chi tiết hơn thì các bạn hãy vào cái trang toannguyenhanhphuc.vn để tham gia cái khóa học trở thành người không thể thay thế. Ở đó các bạn sẽ biết cách làm như thế nào để khiến cho đối, gây nghiện đối phương, khiến cho đối phương yêu các bạn, nhớ các bạn, thương các bạn, không rời được các bạn ra. Nhất định phải có cái thói quen bồi dưỡng tình cảm, xây dựng tình cảm và cho họ sướng khi người ta ở cạnh bạn. Thì đó là cái cách mà một tình yêu sẽ bền vững lâu dài. Và cái điều số 5 mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, đấy là cái thói quen nhá, dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe tâm tình với nhau. Bởi vì nhiều khi các bạn yêu nhau mới thì các bạn sẽ rất nhiều thời gian dành cho nhau. Thế nhưng mà khi các bạn yêu nhau lâu rồi, hoặc là vợ là chồng rồi, thì cơm áo gạo tiền, công việc, mọi thứ nó cuốn các bạn đi, các bạn không còn thời gian để ngồi lại với nhau, tâm tình với nhau, chia sẻ về cuộc sống, ý nghĩa cuộc sống, chia sẻ về những hướng đi trong cuộc đời, chia sẻ về những cái gì khiến đối phương vui, cái gì khiến mình vui, để cùng làm cho nhau hạnh phúc. Thì hãy tạo cho mình một cái thói quen, ví dụ hàng ngày ở một khung giờ cố định các bạn sẽ dành cho nhau và cả tất cả mọi thứ ở bên ngoài đi, chỉ nói chuyện với nhau, hoặc hàng tuần mỗi thứ bảy hay mỗi chủ nhật các bạn sẽ ngồi lại với nhau để cùng tổng kết lại một tuần, để xem là cái gì chúng ta đã làm được, cái gì chúng ta chưa làm được, cái gì chúng ta muốn cải thiện, cái gì mà anh làm em vui, cái gì mà em làm anh vui, chúng ta phát huy những cái gì và chúng ta cải thiện những cái gì. Hãy trao đổi với người yêu của các bạn, người vợ, người chồng của các bạn để có một cái thói quen là cố định mỗi một tuần đó, thì chúng ta, hoặc là tùy từng các bạn, mỗi một ngày, hoặc mỗi một tuần, hoặc là mỗi một tháng, nếu mà ít thời gian quá, thì hãy dành thời gian cho nhau, bất kể là các bạn đã bận rộn với công việc hay bận rộn với con cái, hãy ít nhất dành cho nhau cái thời gian đấy để cùng nhau làm cho nhau hạnh phúc các bạn nhá, để cải thiện cái mối quan hệ của các bạn. Thì đó là 5 cái nhân tố quan trọng nhất để các bạn có thể giữ được một cái tình yêu trọn vẹn từ đầu đến cuối. Ngày nào mình không yêu thì thôi, nhưng ngày nào mà mình yêu, tức là ngày đó mình còn được trọn vẹn và mình còn trọn vẹn với người mình yêu các bạn nhá. Bằng cái đó chúng ta sẽ có một cái tình yêu đích thực nhất trong cuộc đời này. Mình hy vọng rằng những cái bí quyết này nó sẽ giúp ích cho các bạn và khiến cho các bạn ngày càng hạnh phúc hơn. Đừng quên là đừng chỉ xem nó một mình nhá, hãy chia sẻ với những người mà các bạn yêu thương nhá, để họ cũng sẽ có hạnh phúc và có được sự trọn vẹn trong tình yêu. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó.
nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về những cái hành động mà tuyệt đối các bạn không được làm khi mà các bạn bị chia tay nha. Bởi vì rất là nhiều các cái mối quan hệ chia tay hoàn toàn có khả năng để quay lại nếu như các bạn ứng xử đúng đắn, ứng xử cuốn hút và không để cho mọi thứ nó tanh bánh quá. Đương nhiên Toàn đã cứu được rất là nhiều các cái mối quan hệ mà tan vỡ có thể quay lại được với nhau rồi. Thậm chí những ca rất là khó thì đương nhiên là nếu mà khó thì mình vẫn có thể quay lại, nhưng mà cái hành trình nó sẽ gian nan hơn, nó sẽ vất vả hơn và nó cần nhiều bản lĩnh hơn. Còn nếu như ngay từ đầu mà các bạn giữ cho mình để không có mắc quá là nhiều những cái sai lầm ấy thì đương nhiên là cái khả năng để quay lại nó sẽ, tỷ lệ nó sẽ cao hơn rồi và nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn rồi. Cho nên có những cái sai lầm tuyệt đối không bao giờ được mắc nếu như các bạn là người bị chia tay nha. Một, không bao giờ được làm đấy là khủng bố tin nhắn điện thoại của người ta. Rất là nhiều bạn khi mà bị chia tay thì các bạn bị sốc mà. Các bạn không chấp nhận được cái sự thật đấy. Thế là các bạn không đồng ý chia tay. Các bạn phản ứng một cách rất là kịch liệt. Các bạn níu kéo mà người ta càng từ chối các bạn càng níu kéo mạnh. Đến nỗi đối phương phải phũ với các bạn, thậm chí người ta tức quá, người ta chặn Zalo của các bạn, chặn tin nhắn của các bạn thì các bạn càng điên tiết hơn. Các bạn lấy số khác các bạn gọi. Các bạn đăng nhập vào những cái tài khoản riêng tư của người ta để xem là người ta nói chuyện với ai như thế nào. Các bạn kiểm soát họ. Sau đó người ta không chịu gặp các bạn thì các bạn xông đến tận nhà người ta, xông đến phòng trọ của người ta. Nói chung là các bạn làm những hành động gọi là khủng bố người ta về tinh thần. Những hành động đấy nó rất là điên rồ, cho thấy các bạn không chấp nhận được cái sự thật chia tay. Thì tuyệt đối các bạn không bao giờ được làm điều này nhé. Nghe thì nhiều bạn có thể thấy rồi, ôi mình không bao giờ làm điều đấy đâu. Nhưng thực sự ấy, khi mà các bạn quá yêu một người và khi người bạn bị chia tay ấy, thì thực sự cái tình huống này rất là phổ biến. Rất là nhiều các bạn mắc phải luôn. Cho nên là cái điều này phải tuyệt đối các bạn tránh nha. Bởi vì nếu các bạn khủng bố người ta ấy, thì người ta sợ các bạn. Ban đầu có khi người ta chỉ là cảm thấy rằng tình cảm nhạt dần thôi, ít đi rồi, đang không có cảm giác yêu ở cái thời điểm đó thôi. Thế nhưng mà nếu bạn làm đúng thì tình cảm vẫn có thể quay trở về. Thế nhưng mà bây giờ bạn khủng bố người ta thì đáng nhẽ người ta chỉ bình thường là người ta chán thôi. Bây giờ mình làm người ta sợ luôn, người ta chạy luôn. Đó, nhưng đôi khi người ta sợ chạy, không bao giờ người ta dám quay về nữa các bạn ạ. Nha. Cái điều số 2 mà các bạn không bao giờ nên làm ấy, đấy là với mỗi động thái cử chỉ của đối phương bắt đầu các bạn phải phản ứng ngay. Bởi vì khi các bạn phản ứng ngay thì nó chứng tỏ rằng mọi hoạt động cử chỉ của người ta đều đang chi phối cuộc sống của các bạn. Các bạn không có cuộc sống của mình. Các bạn đang phụ thuộc vào người ta. Và phụ thuộc tình cảm như vậy rất là kém cuốn hút. Nhiều bạn thì ôi cô ấy hoặc là anh ấy vừa mới đăng một cái status như thế này này, em phải làm gì đây? Em chẳng phải làm gì cả. Lúc đấy Toàn nói với các bạn này, em chẳng phải làm gì cả. Đó là việc của họ, đúng không? Họ vui hay họ buồn đấy là việc của họ các bạn. Chúng ta bị chia tay thì chúng ta càng phải giá trị hơn. Để chúng ta biết rằng người nào muốn được chúng ta quan tâm, họ phải chiến đấu để có lại đặc quyền đấy. Chứ không phải họ thích thì họ bỏ mình. Xong họ bỏ mình rồi, họ không cần mình thì mình phải cần họ lắm. Xong mỗi động thái cử chỉ của họ mình phải phân tích. Họ đăng một cái vô va vô vẩn đấy, nó chẳng liên quan gì, cũng phải phân tích xem là ôi người ta làm cái gì. Mặc kệ người ta đi. Đó, mình đã nói rồi, khi các bạn bị chia tay thì cái thứ họ đang thiếu ấy không phải là tình yêu, nên không cần phải thể hiện tình yêu với họ. Mà thứ họ thiếu chính là cái cảm giác các bạn cuốn hút, các bạn giá trị cao, cái cảm giác sợ mất bạn đều muốn giữ các bạn. Còn các bạn không cho người ta sợ mất thì lấy đâu ra lý do để người ta muốn giữ các bạn ở trong đời, đúng không? Cho nên là đừng bao giờ để cho từng cái động thái của người ta chi phối các bạn, dù cuống quýt hết cả lên. Chị ơi, anh ấy hoặc cô ấy block em rồi. Block, cho người ta block.
Bởi vì đôi khi người ta block, người ta chặn các bạn không hẳn là người ta hết tình cảm với các bạn đâu, mà đôi khi là vì người ta nhớ các bạn ấy, người ta đang nghĩ đến các bạn ấy, người ta không muốn chấp nhận cái sự thật là người ta vẫn nhớ các bạn, vẫn nghĩ các bạn nên người ta xóa đi đấy. Nó cũng tùy trường hợp thôi, chứ đôi khi block với cả chặn nó chưa phải là cái gì đó quá tệ đâu. Hay là ô người ta xóa hết ảnh hình ảnh của hai đứa rồi, người ta bỏ trạng thái tình cảm của hai đứa rồi, em sợ quá. Sợ cái gì? Các bạn càng sợ nhá, và các bạn càng yêu nhiều, các bạn càng phải bản lĩnh trong những tình huống đấy. Mình càng phải giữ được cái sự bình tĩnh của mình. Và các bạn sẽ hỏi là ô em phải làm gì? Thì thực sự những cái gì các bạn phải làm để quay lại với người yêu cũ, mình có làm cụ thể trong khóa học lộ trình quay trở lại với người yêu cũ rồi. Cho nên là các bạn cứ làm theo cái lộ trình đấy nhá. Cứ lên trang toannguyenhạnhphuc.vn, kéo xuống có khóa học lộ trình quay trở lại với người yêu cũ đó, thì các bạn sẽ biết mình phải làm gì cho đúng đắn, chứ không bị những cái hành vi này nó chi phối. Được không nào? Người ta block cũng kệ người ta nhá. Người ta xóa trạng thái, người ta xóa hình ảnh của hai đứa cũng không sao. Và còn cứu được cho những cái tình huống mà bên đối phương còn van lại mình là xin hãy tha cho người ta đi, bởi người ta chán mình quá rồi. Thế mà khi mình ứng xử đúng trở lại, mình vẫn cuốn hút người ta cơ mà. Đó, cho nên là đừng vì những cái đó mà nó làm mất hết cả cái giá trị của mình đi. Điều số 3 là không được phép níu kéo khi người ta đã quá chán ngấy mình rồi. Rất là nhiều bạn ấy cứ cố níu và nghĩ rằng níu là sẽ được, không níu thì sẽ mất. Không, các bạn ạ, ngược lại, các bạn càng níu các bạn mới mất. Đặc biệt khi mình biết rằng người ta đang chán ngấy mình rồi. Nhiều bạn thì nói là tại trước đây em sai, em làm cho người ấy mệt mỏi khó chịu, nên bây giờ em phải níu. Bạn càng làm cho người ta mệt mỏi khó chịu, bạn bây giờ càng phải để cho người ta yên. Cái sự để cho người ta yên là chứng minh các bạn đang thay đổi rồi đấy, chứ không phải là bây giờ em phải làm gì người ta mới thấy em thay đổi. Các bạn để yên cho người ta thôi cũng là thể hiện các bạn đang thay đổi rồi. Nhưng nhiều khi các bạn không đủ kiên nhẫn, các bạn không đủ kiên trì. Vậy thì lúc đấy Toàn hay nói với các bạn một câu như này này: nếu em không đủ kiên nhẫn, không đủ kiên trì cũng được, vậy thì em sẽ được gì sau sự bốc đồng của mình? Bây giờ chị phải nói thẳng với em, không còn gì để mất nữa cả. Bởi vì nếu em cứ điên khùng, em cứ làm những cái điều sai trái, thì chỉ càng ngày người ta càng hạ thấp mình thôi, người ta càng mất đi cảm xúc với mình thôi. Còn nếu em muốn có cơ hội nhá, mình muốn có cơ hội thì mình phải ứng xử đúng thôi. Ứng xử đúng thì may ra còn có cơ hội, còn nếu ứng xử sai thì coi như mình tiệt con đường của mình luôn. Đó, các bạn ạ. Chứ cho nên là đừng bao giờ cứ cố níu kéo khi người ta đã chán ngấy và nghĩ rằng nếu mình không liên hệ với người ta, nếu mình không níu kéo người ta thì mình sẽ mất. Bởi vì các bạn càng níu kéo người ta thì cái hành trình mất của bạn nó sẽ càng nhanh hơn. Người ta sẽ càng chắc nịch với quyết định bỏ các bạn là đúng lắm luôn. Thế cho nên là Toàn đã chứng kiến rất là nhiều bạn gặp đau khổ khi mà trên cái hành trình níu kéo này rồi. Nên là không muốn các bạn phải tiếp tục đau như thế nữa. Giá trị lên, bản lĩnh lên. Vì trên đời này có một cái quy luật, chỉ những người giá trị và bản lĩnh mới được yêu thôi. Còn yêu nhiều không phải là hạnh phúc đâu. Yêu nhiều không có nghĩa là được yêu đâu. Yêu là phải yêu đúng cách. Đây cũng là cái điều bạn được học trong khóa học thấu hiểu tâm lý đàn ông nha. Bạn nào cũng nên tham gia. Cái điều số 4 mà các bạn tuyệt đối không được làm khi mà bị chia tay, đấy là để đối phương chi phối cảm xúc của bạn. Được không nào? Ví dụ sau khi chia tay, để cho người ta thỉnh thoảng người ta nhắn một cái tin, xong ôi mình cảm thấy hạnh phúc quá, mình trông chờ cái tin nhắn này quá. Thì là người ta nhắn một cái tin, nói mỗi câu hỏi em đang làm gì, hoặc là anh đang làm gì một cái, thì là mình trả lời hàng tràng, hàng tá. Xong rồi trả lời xong, người ta không thèm trả lời mình. Đấy, bạn thấy không? Xong cuối cùng mình lại hụt hẫng, mình lại buồn chán, mình lại khổ sở. Cái lúc nhận được cái tin đấy vui bao nhiêu, bây giờ mình chút hết bầu tâm sự công sức ra, mình lại thất vọng bấy nhiêu. Và cứ như thế rất là nhiều bạn để cho người yêu cũ thỉnh thoảng lại quay lại xáo trộn cảm xúc của bạn một tí. Đó, thì thành ra là cuối cùng người ta, tại sao người ta có những cái tin như vậy? Bởi vì người ta nhắn một cái tin đấy, người ta biết ngay bạn còn yêu người ta hay không. Bạn cứ chút hết bầu tâm sự rồi là người ta nhắn một tin, bạn nhắn đi chục tin cho người ta. Người ta nhắn một cái tin ngắn mà mình nhắn một cái tin quá dài, mình quá đầu tư tình cảm vào cái tin nhắn đấy, là người ta biết ngay là ô mình đã vẫn sẵn sàng chờ người ta, mình vẫn đang yêu người ta lắm, mình vẫn cần người ta lắm. Thì bắt đầu người ta lại không có động lực gì cả, không có cảm giác cuốn hút gì cả để mà phải chinh phục lại các bạn hết. Đó, cho nên là không để cho đối phương chi phối cảm xúc của các bạn sau khi chia tay nhá. Đầu tiên, nếu người ta chỉ nhắn những cái tin bâng quơ như vậy, không cần trả lời luôn,
để cho họ biết rằng viên ngọc mà họ đánh rơi mất rồi, để cho người ta phải băn khoăn đến bây giờ cái viên ngọc đấy đã rơi vào tay ai rồi, đúng không? Mà thấy bạn càng ngày càng xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, dễ thương hơn, thành công hơn, họ lại càng biết rằng viên ngọc đấy thế nào cũng có một người đàn ông xứng đáng hơn và tuyệt hơn mình. Và cái cảm giác mất người phụ nữ từng thuộc về mình vào tay một người đàn ông tốt hơn, nó mới là cái đau đớn của họ. Họ mới không cam tâm, họ mới không muốn chấp nhận và họ muốn quay lại với các bạn nhá. Cho nên đừng có làm sai. Và đó là những cái điều mà tuyệt đối sau khi chia tay không được phép làm. Và đừng quên tham gia những khóa học Toàn có chỉ ở trên, khóa lộ trình quay trở lại với người yêu cũ, khóa thấu hiểu tâm lý đàn ông, bằng cách là lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học này, đăng ký ngay vào luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, em sinh năm 98, chưa có gì cả. Còn anh ấy thì sinh năm 87, đã từng có một vợ và hai con gái. Vì chị ấy không tôn trọng anh và gia đình nên họ chia tay. Và hai con hiện tại ở cùng mẹ. Bọn em yêu nhau cũng một năm rồi. Anh ấy là người mà em có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì và luôn cho em lời khuyên và hướng đi tích cực hơn. Chúng em thực sự rất hạnh phúc. Anh cũng từng nói nếu cuộc đời về sau không gặp được ai phù hợp thì anh cũng sẽ ở một mình như vậy, sống và nuôi bố mẹ già thôi. Gần đây em có dẫn về và nói chuyện về quá khứ của anh ấy. Và chúng em cũng xác định là bố mẹ mọi người sẽ không chấp nhận. Bố mẹ rất lo cho em, con gái cưng của bố mẹ. Nhìn bố quặn lòng, tim đau nhói vì con gái chọn con đường khó khăn, em thấy thương bố lắm. Tuần qua, bố em càng uống rượu, đến hôm qua mới ăn thêm ít cơm. Nhìn bố mẹ như vậy, em cũng thấy xót lắm. Em tự thấy mình bất hiếu, sao để bố mẹ phải lo lắng như vậy? Em lại nghĩ liệu mình có nên từ bỏ để bố mẹ yên lòng? Chứ 50 năm cuộc đời, bố mẹ đã phải trải qua bao vất vả, khó khăn, đến bây giờ vẫn chưa thể yên tâm về con cái. Nhưng anh ấy vẫn kề vai và không từ bỏ. Nhưng nếu em có quyết định như thế nào, anh vẫn luôn tôn trọng. Anh cũng khuyên em nói chuyện với bố mẹ, và đặc biệt là khuyên bố mẹ đừng hủy hoại bản thân như vậy. Có gì cần nói em cũng nói hết rồi. Và em có nói rằng không quan trọng kết hôn sớm hay muộn, chỉ cần là người phù hợp, bố mẹ cho chúng con được tìm hiểu thì chúng con sẽ tiếp tục yêu và tìm hiểu nhau, không có chuyện đi quá giới hạn và cuộc sống vẫn tiếp tục mà tiếp diễn. Em không biết mình làm như vậy có đúng không? Em cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Rất mong được nghe lời góp ý tư vấn từ chị ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em. Em thân mến, đúng là ở hoàn cảnh của em thì rất là xót, đúng không? Mình vừa xót người yêu mình, mà mình cũng vừa xót bố mẹ của mình nữa. Thực sự ở vào cương vị của bố mẹ thì bất kỳ ai cũng sẽ khó để chấp nhận cô con gái cưng của mình, đúng không? Chưa có gì mà bây giờ phải lấy một cái anh chàng mà đã có một đời vợ hai đứa con rồi. Thì thực sự những cái cân nhắc của bố mẹ không hề thừa một chút nào hết. Tại sao chị lại nói như vậy? Để em chuẩn bị sẵn cái tinh thần để em đối mặt với cái việc em sẽ kết hôn với một người đàn ông từng có một đời vợ và hai đứa con đi. Chị nói thật là bây giờ những thứ em tưởng tượng ra về những cái khó khăn trong hôn nhân nó mới chỉ là một phần so với 10 phần, 100 phần những cái phần mà em thực sự phải đối mặt trong cái cuộc hôn nhân với anh ấy nếu em tiến tới đâu. Nói như vậy không phải là chị phản đối cái cuộc tình này nhá, mà để cho em có một cái nhìn gọi là bao quát hơn và tỉnh táo hơn và lý trí hơn trong mối quan hệ này, để nếu có muốn tiến tới thì mình cũng phải biết là mình phải chuẩn bị sẵn tinh thần và chuẩn bị sẵn mọi thứ tốt nhất để mình có thể tự tin bước vào cái con đường đó, được không nào? Thứ nhất, điều mà chị muốn nói với em là cái cân nhắc trong cái việc là khi em yêu một người đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân rồi và họ đã có con riêng và họ đã có vợ, tức là cái người vợ đấy sẽ luôn luôn tồn tại trong mối quan hệ của hai bọn em. Mặc dù có thể họ ly hôn rồi đấy, nhưng vì con cái đôi khi và rất nhiều khi nhá, cái sự xuất hiện của người vợ đấy cũng sẽ khiến cho em khó chịu, khiến cho em bực mình. Và đôi khi em sẽ còn thấy rằng cái sự ưu tiên của những đứa con riêng kia sẽ được hơn em. Đấy, ví dụ em yêu một cái người đàn ông mà chỉ có một mình em và chưa có con riêng cơ, đấy, thì em sẽ luôn luôn được là số 1. Thế nhưng bây giờ em yêu một cái người mà đã có hai đứa con riêng đó thì đôi khi em sẽ bị gạt sang một bên. Và
anh ấy sẽ ưu tiên cái đứa con kia hơn. Hoặc là cuối tuần cái đứa con nó muốn đi chơi với cả gia đình, có khi anh ấy phải gác em lại để đi cùng cái cô gái kia và đứa con đấy. Nói như vậy để em hiểu rằng có những cái khó xử mà em sẽ phải liên tục đối mặt trong suốt cuộc đời của mình. Mình có đủ bao dung để mình thấu hiểu, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho những lúc mình tổn thương như thế và mình chịu đựng được hay chưa nhá. Nói như vậy không có nghĩa chị bảo không được. Nếu em muốn được thì em sẽ phải lường trước được tất cả những khó khăn đấy, để xem mình đã sẵn sàng cho hành trình đấy chưa. Và mình sẵn sàng hành trình của sự cao thượng, hành trình của sự hy sinh chưa. Bởi vì bây giờ chị biết rằng em vẫn còn quá non trẻ, mới chỉ nghĩ đến cái việc mình yêu cái người đàn ông này và mình muốn có cái người đàn ông này. Vì ở bên cạnh cái người đàn ông đấy mình có rất nhiều những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc đi, đúng không? Nhưng sau này khi bọn em kết hôn sẽ còn có rất nhiều những cái cảm xúc nó không hạnh phúc cơ. Và em phải lường trước được những tình huống đấy để em đón nhận nó, đúng không nào? Hành trình bước vào hôn nhân với một người đàn ông, và đặc biệt với người đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân có con riêng, nó là hành trình của sự hy sinh, của sự cao thượng, của sự thấu hiểu, chứ nó không phải là hành trình của sự vào đó để tận hưởng hạnh phúc từ người đàn ông đâu em ạ. Nhá, cho nên bước vào hành trình đấy nó là một cái thử thách rất là lớn đối với em. Cho nên lời khuyên của chị dành cho em là lường trước tất cả những tình huống đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa nhá, đừng kết hôn vội, được không nào? Mà em phải đảm bảo thêm một cái điều kiện nữa là tài chính kinh tế của em phải tốt nữa đã. Bởi vì sau này em phải biết là khi mà em lấy anh này nhá, anh cũng sẽ phải chu cấp cho con của anh ấy nữa, đúng không nào? Anh có phải chu cấp ra gia đình của bọn em nữa. Đôi khi nó sẽ tạo nên những cái mâu thuẫn đấy. Bọn em phải thống nhất được với nhau về mặt tài chính là bọn em sẽ như thế nào để vận hành sau hôn nhân. Chứ không phải bây giờ nghĩ rằng yêu nhau tiền bạc không quan trọng, xong rồi để đến sau này ly hôn với nhau vì tiền bạc đấy. Đó, cho nên là bây giờ em sẽ phải biết rằng à, những cái vấn đề như thế thì mình sẽ giải quyết như thế nào. Đương nhiên mình không phải là một người phụ nữ ích kỷ để mà nghĩ rằng ôi chồng mình kiếm được tiền rồi cho mình hết, không được cho con riêng của anh thì không phải như thế. Nhưng mà bọn em phải thống nhất được với nhau là kinh tế của em sẽ phát triển ra sao, đúng không? Mình sẽ chi nó như thế nào, bao nhiêu phần trăm chi cho các con để nuôi dưỡng các con, bao nhiêu phần trăm sẽ dành để nuôi dưỡng cái gia đình hiện tại này. Bọn em phải thống nhất được cái đó. Cái thứ nữa là bọn em phải biết rằng mối quan hệ này rất phức tạp, và nếu như điều kiện tài chính của bọn em càng tốt thì cuộc hôn nhân này sẽ càng thuận lợi hơn, đúng không? Và nếu như tài chính càng tệ thì cuộc hôn nhân này sẽ càng tệ. Đó, không phải vì tiền bạc nó là cái vấn đề tiên quyết hay là nó quá quan trọng, nhưng nó đóng một phần rất là quan trọng. Và nếu như bọn em không biết xử lý vấn đề tiền bạc trong hôn nhân, và đặc biệt trong hôn nhân với người đàn ông đã có con riêng, thì nó rất dễ gây ra mâu thuẫn. Đấy, vấn đề nó không phải ở tiền bạc, mà vấn đề ở việc chúng ta có xử lý được những cái mâu thuẫn đấy để mà ở bên nhau hay không. Đó, chị mới nói như vậy thôi, em mới hình dung ra được một chút chút những cái khó khăn mà em sẽ phải đối mặt khi mà em yêu một cái người đàn ông đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai đứa con rồi, đúng không? Đó, và cái tình yêu dành cho em cũng bị san sẻ, cái tình yêu dành cho con em sau này cũng sẽ bị san sẻ. Em phải lường trước tất cả những tình huống đấy, bởi vì cái hành trình mà em đi với một người đàn ông đã từng đổ vỡ như thế này nó còn khó khăn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần so với cái việc em yêu một cái người đàn ông bình thường khác mà chưa có con. Đó, đó là lý do mà bố mẹ em đau khổ, bố mẹ em dằn vặt, rồi bố mẹ em tự hành hạ bản thân vì sót con mình quá và không biết liệu con mình có đủ bản lĩnh để vượt qua hay không, hay rồi nó lại đau khổ. Đó, cho nên bây giờ lời khuyên của chị dành cho em là như thế này. Thứ nhất là em tác động dần dần vào bố của mình, bố mẹ của mình, để nói rằng bố mẹ ơi, bố mẹ cứ yên tâm về con gái của bố mẹ đã trưởng thành rồi. Tất cả mọi quyết định trong cuộc sống này con sẽ đều hỏi ý kiến bố mẹ, bởi vì bố mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Cho nên là con sẽ không bao giờ làm cái gì khi chưa có sự đồng ý đâu. Nên là bây giờ bọn con cứ yêu nhau thôi đã. Và để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng bọn con đã đủ trưởng thành và đủ khả năng để có thể vận hành cái cuộc hôn nhân này và là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và cũng để anh ấy chứng minh cho bố mẹ thấy là anh ấy xứng đáng làm con rể của bố mẹ, mặc dù cái quá khứ đã từng bị tổn thương như thế, đã thất bại trong hôn nhân như thế, nhưng cũng là cái bài học cho anh ấy để anh biết rằng mình sẽ phải yêu thương cái người phụ nữ như thế nào để mà có thể làm cho con gái của bố mẹ hạnh phúc. Cho nên là thay vì nhìn vào một cái nhược điểm của anh ấy là đã từng có một đời vợ, thì bố mẹ hãy nhìn vào tất cả những điểm tốt khác mà anh ấy có, đó là anh ấy yêu con của bố mẹ thật lòng và thực sự không tiếc con của bố mẹ cái gì cả, và bọn con sẽ cố gắng để thật sự hạnh phúc. Nhưng chỉ ngày nào có sự chúc phúc của bố mẹ thì bọn con mới đến với nhau thôi. Cho nên bố mẹ cứ yên tâm là trong quãng thời gian này bố mẹ hãy cứ chăm sóc bản thân thật là tốt. Và bây giờ bố mẹ mà cứ hành hạ bản thân như thế này thì thực sự con rất đau lòng. Và đôi lúc con nghĩ rằng bản thân mình quá bất hiếu, con còn không biết là tại sao mình lại tệ như vậy nữa. Cho nên con mong bố mẹ nếu thực sự yêu thương con thì hãy đứng cạnh con, sát cánh cùng con và chứng kiến cái sự trưởng thành của con gái bố mẹ, được không ạ? Đấy, thì em nói như thế, có thể ban đầu bố mẹ nghe thế cũng thấy con mình trưởng thành rồi đấy nhưng mà vẫn không yên tâm. Thì
Em cũng sẽ phải tác động lên người yêu của em nữa để biết rằng em biết là nói chung là bất kỳ bố mẹ nào thì cũng sẽ như bố mẹ của em thôi. Nhưng mà tại vì bố mẹ chưa thực sự hiểu anh và em tin là bố mẹ hiểu anh rồi, biết anh rồi thì cũng sẽ đồng ý anh thôi. Và chúng ta hãy cùng chứng minh cho bố mẹ thấy rằng tình yêu này là đích thực và hoàn toàn có thể hy sinh vì nhau, yêu thương nhau để cùng bước đến với bến bờ hạnh phúc nhá. Đừng vì khó khăn này mà buông tay nhau, vì như thế thì chúng ta đã không thể để cái mối quan hệ ở cái tầm quan trọng đúng mức của nó. Đấy, một mặt em động viên bố mẹ, mặt khác em còn phải động viên người yêu của em nữa. Một mặt khác nữa lại phải tập trung phát triển kinh tế để khi em có tiền có bạc, em làm chủ mọi thứ rồi hai đứa có nhiều tiền rồi thì mọi thứ nó sẽ được vận hành một cách trơn tru hơn nhá. Và cái điều quan trọng bây giờ là dần dần cho bố mẹ thấy những mặt tốt của anh ấy, dần dần cho bố mẹ thấy cái sự trưởng thành của mình và cái sự tiến lên của mình trong tài chính cũng như trong suy nghĩ, đúng không nào? Rồi cùng với thời gian, khi mà thời cơ đã chín muồi rồi, có được sự chúc phúc của bố mẹ rồi này, đúng không? Rồi là có được cái sự ổn định cũng như là khá là tốt về mặt kinh tế này rồi này, rồi thống nhất được với nhau về cái việc quản lý tài chính sau hôn nhân như thế nào rồi này, đó thì bọn em mới nên bước tới hôn nhân nhá. Chứ còn bây giờ không nên vội, thì đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Nó một hành trình dài để vượt qua những sóng gió, và càng là khó khăn thì sẽ càng thử thách tình yêu của bọn em nó có đủ lớn hay không, và đây có phải là tình yêu đích thực hay không nhá. Thì đó là lời khuyên của chị dành cho em và rất mong là nó sẽ hữu ích. Các bạn đừng quên là Toàn còn có những cái khóa học dành cho các bạn để khiến cho các bạn bản lĩnh hơn trong cuộc sống và trong tình yêu, và từ đó làm chủ hạnh phúc của mình. Một trong những khóa học cực kỳ quan trọng đó chính là khóa học bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống các bạn nhé. Khóa học đó sẽ rèn luyện các bạn không chỉ là một người biết ăn nói, đúng không? Biết thuyết phục người khác, mà đó còn là cái hành trình để bạn cực kỳ bản lĩnh để vượt qua tất cả mọi sóng gió và thử thách của cuộc đời và đến với bến bờ của hạnh phúc cũng như là sự thành công trong cuộc sống. Để tham gia thì hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Sau đó các bạn kéo xuống có khóa học, đăng ký ngay và luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.